Chào mừng các bạn đã đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và các nhân vật. Có một giả định kinh điển và luôn gây tranh cãi lớn trong mọi cuộc tranh luận về lịch sử Việt Nam. Nếu Quang Trung Hoàng đế không mất sớm, Việt Nam có thể đòi lại Lưỡng Quảng thành công hay không? Số phận đất nước sẽ như thế nào khi mà Nguyễn Ánh không thể lập ra nhà Nguyễn thống nhất đất nước? Hôm nay chúng ta sẽ không nói về câu chuyện vốn không thể tồn tại và rất tốn giấy mực, công sức cũng như sự kiên nhẫn này. Đây là chuyện về cái chết của Hoàng đế Quang Trung. Tại sao ông lại ra đi ở tuổi vẫn còn tráng kiện? Ông mắc bệnh gì hay là bị vua Càn Long của nhà Thanh ám sát? Tất cả sẽ có ngay bây giờ. Video này được thực hiện khi mình nhớ lại một vài năm trước có một đoạn phỏng vấn như thế này. Thưa đúng không? Trường con chính là trường của ông Quang Trung. Thế con học trường gì? Con học trường Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung. Bạn nhỏ trong video trên có lẽ bây giờ cũng đã rất lớn rồi, có thể là một sinh viên chẳng hạn. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792. Ông tên thật là Nguyễn Huệ, vốn là gốc họ Hồ ở Nghệ An. Là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn sau khi Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. Quang Trung không những là một trong những vị tướng quân xuất sắc mà còn là một nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ được gọi với cái tên là anh em Tây Sơn, là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã chấm dứt nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cũng như nhà Hậu Lê với vị vua cuối cùng là Lê Chiêu Thống đã chạy trốn sang Trung Quốc, chấm dứt tình trạng phân liệt đảng trong đảng ngoài kéo dài suốt khoảng hai thế kỷ. Ngoài ra, Quang Trung còn là người đánh bại những cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía Nam, của Đại Thanh từ phía Bắc. Bản thân ông đã cầm quân chiến đấu từ những năm 18 tuổi. Trong 20 năm liền đã trải qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ khác nhau và tương truyền ông chưa để thua bất kỳ một trận đánh nào cả. Đồng thời khi ở cương vị hoàng đế, ông cũng tỏ rõ tài cai trị khi đề ra nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ trong kinh tế, văn hóa, giáo dục quân sự để xây dựng đất nước và tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại từ phương Tây. Sau hai thập kỷ liên tục chinh chiến và 3 năm trị quốc, khi mà tình hình đất nước đã bắt đầu có những chuyển biến tốt, thì Quang Trung đột ngột qua đời tuổi 39. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn đã suy yếu nhanh chóng và sau đó thì sụp đổ. Cuộc đời ông được biết đến qua các bộ sử của nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn, các sử gia cận đại, hiện đại và cả trong văn học dân gian nữa. Khi Quang Trung mất thì nhân dân nhiều nơi đã xây lăng, lập đền thờ, dựng tượng đài và bảo tàng để tưởng nhớ công lao của ông. Dù sau này nhà Nguyễn, đối thủ của nhà Tây Sơn, đã tìm nhiều cách để xóa bỏ uy tín của Quang Trung, phá đền thờ, cấm người dân thờ cúng, truy lùng các bề tôi, con cháu của Quang Trung và gọi ông là giặc Huệ trong các tài liệu của triều đình. Nhưng ký ức về các chiến công của ông vẫn được những người mến mộ ông truyền tụng trong suốt 150 năm. Bây giờ sẽ là phần chính về cái chết không rõ ràng của Quang Trung Nguyễn Huệ. Tương truyền vào một buổi chiều đầu thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nhà vua cho triệu trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu về triều, bàn việc rời kinh ra Phượng Hoàng Trung Đô. Phượng Hoàng Trung Đô là kinh thành do vua Quang Trung xây dựng bên dòng sông Lam và núi Dũng Quyết, nay thuộc thành phố Vinh của Nghệ An. Thành được xây dựng từ năm 1788. Tại đây thì vua Quang Trung đã tập trung 10 vạn quân trước khi tiến ra Bắc để giành lại thành Thăng Long, lúc bấy giờ bị quân Thanh xâm chiếm. Ngôi thành này dự định được xây dựng để thay thế cho kinh đô Phú Xuân, được đặt theo tên ý nghĩa của chim Phượng Hoàng, một loài chim ở trong truyền thuyết. Trung Đô còn có ý nghĩa là kinh đô nằm ở giữa vùng lãnh thổ do Quang Trung kiểm soát và Nghệ An là quê của ba anh em nhà Quang Trung. Nhưng việc chưa giải quyết xong thì bệnh tình nhà vua đã nguy kịch. Ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức là năm 1792, vào khoảng 11-12 giờ đêm, Hoàng đế Quang Trung qua đời ở ngôi được 4 năm, hưởng thọ 39 tuổi và theo âm lịch là 40 tuổi. Thời điểm mất của vua Quang Trung được các tài liệu ghi khác nhau. Sách Đại Nam Thực Lục của nhà Nguyễn thì ghi rằng ông mất tháng 7 âm lịch. Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì ghi là ông mất tháng 8 âm lịch. Theo lý giải thì cả hai sách đều ghi không sai bởi vì vua Quang Trung mất vào khoảng 11-12 giờ đêm, giờ Tý, bắt đầu được tính sang hôm sau. Mà cái tháng năm đó lại là tháng thiếu nên có thể là tháng 7 hoặc là tháng 8 thì đều không sai. Cho đến nay thì có nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung được đưa ra nhưng mà chưa giả thiết nào có được những chứng cứ xác thực và đủ sức thuyết phục. Một tài liệu chính sử của triều Nguyễn ghi chép về cái chết của vua Quang Trung như sau. Một hôm về triều, Quang Trung đang ngồi bẫn xây sẩm tối tăm, có một ông già đầu bạc từ trên trời xuống, mặc áo trắng, cầm gậy sắt mắng rằng: "Ông cha người sống ở đất của Chúa, đời đời làm dân Chúa Nguyễn, sao phạm đến lăng tẩm?" Rồi lấy gậy đánh vào trán Quang Trung,
mê man ngã xuống, bất tỉnh nhân sự lâu lắm, từ đó bệnh chuyển nặng. Ghi chép của sách này thì có phần hư cấu để mà nâng cao cái sự mê tín vào thiên mệnh của nhà Nguyễn, nhưng nó cũng cho thấy Quang Trung bị bất tỉnh đột ngột, có lẽ là do tai biến mạch máu não. Sách Tây Sơn Thực Lục thì có ghi như thế này: Huệ mắc bệnh nặng chữa không khỏi, năm ấy Nguyễn Huệ mất, tóc của Huệ thì quăn, mặt thì đầy mụn, có một con mắt nhỏ nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu. Sau khi Vũ Quang Trung mất thì các quan lại của triều đình nhà Thanh đã báo cáo lại với Càn Long về sự việc này. Và trong báo cáo đó có ghi là Vũ Quang Trung mất vì bị bệnh. Dựa trên những cái tài liệu, những sử sách ghi lại và những nhà nghiên cứu về sau cộng với những nhà y học về sau đã có những cái kết luận rằng có thể là Vũ Quang Trung đã mắc chứng xuất huyết não kèm theo tràn dịch màng phổi. Là có một truyền thuyết phổ biến được nêu trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác phẩm này viết rằng vừa lúc ấy thì Vũ Quang Trung bị bệnh rồi mất. Hôm ấy nhằm ngày mùa thu tháng 8 năm Nhâm Tý, sau khi lên ngôi hoàng đế được 5 năm. Trước đó khi sứ nhà Thanh sang phong, vua Thanh đã ban cho vua Quang Trung chiếc áo bào, trong đó thêu 7 chữ bằng kim tuyến: Sa ân chiết trục đa điền thử. Bấy giờ thì không ai hiểu ra sao, thì ra đến lúc này mới nghiệm. Sa tâm chiết trục đa điền thử, nghĩa đen là bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng. Chữ sa chữ tâm hợp lại thành chữ Huệ là tên của Quang Trung. Chuột thuộc về Tý, ý là nói năm Tý thì vua Quang Trung chết. Liệu có bàn tay ám sát của Thanh Triều hay không? Điều đó khó có mà biết được. Nhưng mà đây có phải là giả thiết không thuyết phục. Bởi lẽ những nước từng đối đầu với nhau, từng là thù địch của nhau, thì những món quà tặng cho nhau thì người ta đều phải kiểm tra rất là kỹ. Quà mà bạn bè tặng cho nhau đã phải kiểm tra rồi, kẻ thù tặng cho nhau kiểm tra. Ở đây là ở cấp độ quốc gia như vậy, nhất lại là áo của vua mặc. Tuy nhiên, ý chí nung nấu báo thù của các thế lực phương Bắc thì chưa bao giờ ngơi nghỉ. Càn Long đối với Quang Trung bên ngoài thì rất mềm mỏng. Việc xin bỏ lệ cống người vàng từ thời nhà Minh cũng đã được ưng thuận. Rồi trước khi Quang Trung mất đã xin cưới hỏi công chúa nhà Thanh, lại đòi đất Lưỡng Quảng. Việc cưới công chúa là việc nhỏ, nhưng việc đòi đất chắc chắn là một việc lớn. Vậy vua Quang Trung với nhà Thanh như thế nào? Sau khi vua Quang Trung thắng quân Thanh năm Kỷ Dậu thì nhà Thanh vừa lo vừa ngại. Càn Long năm đó gần 80 tuổi, rất là trọng sĩ diện nên không dễ dàng nghe hai chữ thất bại trước một nước nhỏ hơn. Đó là lý do vì sao mà Càn Long gọi Tôn Sĩ Nghị về kinh để hỏi tội. Tôn Sĩ Nghị chính là bại tướng dưới tay của vua Quang Trung. Vua Càn Long còn phái Phúc Khang An, vốn là một tâm phúc của mình, được đồn là con ngoài giá thú của vua Càn Long, làm tổng đốc Lưỡng Quảng. Và sau khi làm tổng đốc Lưỡng Quảng thì Phúc Khang An cũng ngại quân Tây Sơn nên là án binh bất động. Nếu mà mình không nhầm thì trong Hoàn Châu Cách Cách có nhân vật là Phúc Khang An, và trong một số bộ phim khác cũng có nhân vật này. Để giải quyết bài toán của mình, Phúc Khang An báo với vua Càn Long rằng thất bại là tại Lê Chiêu Thống bỏ nước chạy trước, nguyên nhân khiến quân Thanh phải rút theo. Thực ra thì Lê Chiêu Thống thấy Tôn Sĩ Nghị thua nên hoảng quá chạy sang đất Thanh, rốt cuộc lại bị đổ tội. Càn Long thì vốn tín nhiệm Phúc Khang An nên là chuẩn tấu, nhưng yêu cầu triều đình Quang Trung phải cử người sang triều cống và tạ tội. Quang Trung phái một người cháu là Quang Hiển thay thế mình sang triều cống nhà Thanh, đi cùng với những quan lại khác. Vua Càn Long thấy thế thì mừng lắm, đích thân gặp mặt Quang Hiển và công nhận Quang Trung làm An Nam quốc vương, cũng như xúc tiến các thủ tục bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đó nhà Thanh lại muốn đưa ra yêu cầu khắt khe hơn là đòi Quang Trung đích thân vào chầu đúng vào dịp Càn Long mừng bát tuần khánh tự, tức là mừng thọ 80 tuổi vào năm 1790 để tỏ lòng thành thực. Vua Quang Trung thì không muốn sang nhà Thanh một chút nào, có nhiều lý do. Đầu tiên là ông còn quá nhiều việc phải lo lắng trong buổi đầu dựng triều đại của mình. Thứ hai là vua Quang Trung cũng sợ nhà Thanh dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn dụ ông rời khỏi nước rồi lại đưa quân Chiêu Thống về nước thì làm hỏng việc. Chưa kể vua Quang Trung vẫn còn mối lo Nguyễn Ánh ở phía nam. Chính vì vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thoái thác, nhưng Phúc Khang An lại nài nỉ Quang Trung phải sang cho Càn Long vui thì con đường hoan lộ của y cũng được hanh thông hơn. Cuối cùng thì vua Quang Trung theo kế của Ngô Thì Nhậm tìm người đóng giả mình để sang sứ nhà Thanh vào dịp bát tuần của Càn Long. Theo Việt Nam Sử Lược, người đóng giả Nguyễn Huệ tên là Phạm Công Trị, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu. Còn theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện thì người đó là tướng Nguyễn Quang Thực, người Nghệ An. Phái đoàn gồm 150 người tháp tùng vua giả sang Trung Quốc. Phúc Khang An thì có biết việc Quang Trung cử người đóng giả hay không? Có lẽ là biết, nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì Phúc Khang An biết rằng chỉ có cách đó mới làm vua Càn Long vui lòng. Quả nhiên là Càn Long rất vui, trọng đãi sứ đoàn của triều đình Quang Trung từ đón tiếp, làm thơ vẽ tranh. Và theo Đại Thanh Thực Lục, nhà Thanh chi phí cho sứ đoàn mỗi ngày hết 4.000 lạng bạc, tổng cộng lên đến 800.000 lạng bạc tính cho tới khi sứ đoàn ra về. Quan viên nhà Thanh cũng có người đoán đó là vua giả, nhưng không dám nói vì sợ mất mặt Càn Long.
Tóm lại, giả thuyết Quang Trung chết vì bệnh có thể là gần sự thật hơn nhiều so với giả thuyết Quang Trung bị đầu độc. Nhà vua từ lâu đã bị cao huyết áp và xung trận mạc vào Nam ra Bắc liên tục, lại làm việc với một cường độ cao. Y học thời đó thì chưa phát triển, không có những sự chẩn đoán từ trước. Chẳng nói đến một vài trăm năm, chỉ cần một vài chục năm trước thôi. Ai đó đột ngột qua đời thì người ta chẳng thể lý giải được, đều dùng một từ chung đó là bị cảm hoặc là bị trúng gió. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ trên kênh YouTube Bình luận viên Hải Thanh History. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.